Đấy. Số 2. Sao? Rồi anh nói em nhưng vẫn nhận lại câu từ chối. Em cho lần là anh cứ thích đồ mà không cho anh một
cơ hội. Và em không nghĩ là cả đơn anh được chỉ là một lần duy nhất. Hello. Mà không cho anh một cơ hội. Sao em không nghĩ là sẽ tin anh dù chỉ là một lần duy nhất. Thì em sẽ thấy được cái tình cảm đó. Tình cảm anh dành là rất chân thật. Đã bao lần rồi anh nói với em nhưng vẫn nhận lại câu từ chối. Em cho rằng là anh cứ thức đùa mà không cho anh một cơ hội. Sao em không nghĩ là sẽ tin anh dù chỉ là một lần duy nhất. Thì em sẽ thấy được cái tình cảm đó. Tình cảm anh dành là rất chân thật. Anh biết thì một phần thì cũng lỗi tại anh. Thứ nhất là do anh cảm thấy ngại để rồi anh chọn có trốn tránh. Nhưng mà em mờ cái gì nó cũng có nguyên do, không cần anh nói thì chắc có lẽ em cũng đã hiểu rồi đó. Ừ ha, cách sống của anh rất nội tâm, không biết anh nói sao cho em vui nên anh chỉ biết mà âm thầm làm mặt lầm lì lì vậy đó, nhưng lòng thì lại rất yêu cái tình cảm đó. Với từng tin nhắn anh cũng đã cố gắng chắc chiêu qua từ ngày em có hiểu được đâu, vẫn nhận về cũng chỉ là một câu em muốn mình sắp lại tình cảm nên tạm thời mình là bạn của nhau. Những câu từ chó khéo léo của em khiến cho anh cảm thấy buồn lắm, nhưng mà chấp nhận chứ biết sao giờ nên đành lặng lẽ mối tình câm. Yêu nhưng không nói, không bày tỏ là mình yêu, yêu nhưng lại giấu đó nỗi đau từ mình gánh chịu. Yêu thiệt mà anh có giận đâu mà sao em lại từ chối, yêu thiệt mà anh có giận đâu em làm như vậy á. Đã bao lần rồi anh nói yêu em nhưng vẫn nhận lại câu từ chối. Em cho rằng là anh cứ thích đùa mà không cho anh một cơ hội. Sao em không nghĩ là sẽ tin anh dù chỉ là một lần duy nhất. Thì em sẽ thấy được cái tình cảm đó. Tình cảm anh dành là rất chân thật. Đã bao lần rồi anh nói yêu em nhưng vẫn nhận lại câu từ chối. Em cho rằng là anh cứ thích đùa mà không cho anh một cơ hội. Sao em không nghĩ là sẽ tin anh dù chỉ là một lần duy nhất. Thì em sẽ thấy được cái tình cảm đó. Tình cảm anh dành là rất chân thật. Đã bao lần rồi anh nói yêu em nhưng vẫn nhận lại câu từ chối. Cháu làm gì mà tất cả với nhau, không thì em lại bảo là anh giỡn, còn nơi đó khiến anh rất đau đó, em nói là do anh tất cả, yêu gì
càng ít và càng yếu kém. Không phải là do anh lạnh nhạt, mà tại vì anh có nỗi khổ, sao em sẽ tặng cho anh chữ phụ. Anh cũng cảm thấy ngại chưa bộ không gian sáng tình nhưng anh vẫn lén mới từng vào tù Facebook em để xem hôm nay em đã làm gì và dòng trạng thái á. Đã bao lần rồi anh nói yêu em nhưng vẫn nhận lại câu từ chối. Em cho rằng là anh cứ thích đùa mà không cho anh một cơ hội. Sao em không nghĩ là sẽ tin anh dù chỉ là một lần duy nhất thì em sẽ thấy được cái tình cảm đó, tình cảm anh dành là rất chân thật. Đã bao lần rồi anh nói yêu em nhưng vẫn nhận lại câu từ chối. Em cho rằng là anh cứ thích đùa mà không cho anh một cơ hội. Em không nghĩ là sẽ tin anh dù chỉ là một lần duy nhất thì em sẽ thấy được cái tình cảm đó, tình cảm anh dành là rất chân thật. Anh biết thì một phần thì cũng lỗi tại anh, thứ nhất là do anh cảm thấy ngại bây giờ anh chọn cách trốn tránh. Nhưng mà em mà cái gì nó cũng có nguyên do, không cần anh nói thì chắc có lẽ em cũng đã hiểu rồi đó. Ừ ha, cách sống của anh rất nội tâm, không biết anh nói sao cho em vui nên anh chỉ biết mà âm thầm làm mặt lầm lầm lì lì vậy đó, nhưng lòng thì lại rất yêu. Cái tình cảm đó mới từng tin nhắn anh cũng đã cố gắng cách chi qua từ ngày em có hiểu được đâu. Vẫn nhận về chưa đặt nữa hả? Em muốn mình sắp lại tình cảm nên tạm thờ mà là bạn của nhau. Nhắm mắt lại dạ. Nhưng mà chấp nhận chưa biết sao giờ nên đành lặng lẽ mối tình trăm. Nhưng không nói, không bày tỏ là mình yêu. Yêu nhưng lại giấu, bao nỗi đau từ mình gánh chịu. Yêu thiệt mà anh có giận đâu mà sao em lại từ chối. Yêu thiệt mà anh có giận đâu em làm như vậy á. Đã bao lần rồi anh nói yêu em nhưng vẫn nhận lại câu từ chối. Em cho rằng là anh cứ thích đùa mà không cho anh một cơ hội. Sao em không nghĩ là sẽ tin anh dù chỉ là một lần duy nhất thì em sẽ thấy được tình cảm đó, tình cảm anh dành là rất chân thật. Đã bao lần rồi anh nói yêu em nhưng vẫn nhận lại câu từ chối. Em cho rằng là anh cứ thích đùa mà không cho anh một cơ hội. Sao em không nghĩ là sẽ tin anh dù chỉ là một lần duy nhất thì em sẽ thấy được tình cảm đó, tình cảm anh dành là rất chân thật. Vậy chị quay giùm em cái chị. TV production. giận đâu mà sao em lại từ chối. Yêu thiệt mà anh có giận đâu em làm như vậy á.
đã bao lần rồi anh nói yêu em nhưng vẫn nhận lại câu từ chối. Em cho rằng là anh cứ thích đồ mà không cho anh một cơ hội. Sao em đó là tin anh dù chỉ là một lần duy nhất thì em sẽ thấy được cái tình cảm đó, tình cảm anh dành là rất chân thật. Đã bao lần rồi anh nói yêu em nhưng vẫn nhận lại câu từ chối. Em cho rằng là anh cứ thích đồ mà không cho anh một cơ hội. Sao em không nghĩ là sẽ tin anh dù chỉ là một lần duy nhất thì em sẽ thấy được cái tình cảm đó, tình cảm anh dành là rất chân thật. Production. Chẳng biết nói những câu ngôn tình. Ừ thì bởi là do anh đang cũng như người ta dám thổ lộ bằng những chiêu trò bỏ lời đường mặt, dùng mọi cách để có thể cưa đổ em. Anh chỉ có những dòng tin nhắn mà kèm theo đó là sự quan tâm luôn luôn lặng lẽ, luôn ở phía sau vì cách anh chọn là âm thầm. Vì nhiều lần rồi em đã buông ra đó chính là những lời từ chối, nên anh cũng ngại không dám tiếp tục thổ lộ, trong lòng thì vẫn yêu thôi à. Nói yêu thì em mới chưa tiếp xúc, làm gì mà tình cảm với nhau. Không thì em đã bảo là anh giỡn, còn nơi đó khiến anh rất đau đó. Em nói là do anh tất cả, yêu gì mà hứng hợp với em. Những dòng tin nhắn mà anh dành cho em nó có đứa dục bậy bạ con, là do anh lạnh nhạt mà tại vì anh có nỗi khổ. Đứa dục bậy bạ dưới giờ anh cũng cảm thấy ngại chứ bộ không dám nhắn tin, nhưng anh vẫn lén mấn thường vào tường Facebook em để xem hôm nay em đã làm gì. Bởi dòng trạng thái á đã vào lần rồi anh nói yêu em nhưng vẫn nhận lại câu từ chối. Em cho rằng là anh cứ thích đùa mà không cho anh một cơ hội. Sao em không nghĩ là sẽ tin anh dù chỉ là một lần duy nhất thì em sẽ thấy được cái tình cảm đó, tình cảm anh dành là rất chân thật. Đã bao lần rồi anh nói yêu em nhưng vẫn nhận lại câu từ chối. Em cho rằng là anh cứ thích đùa mà không cho anh một cơ hội. Sao em không nghĩ là sẽ tin anh dù chỉ là một lần duy nhất thì em sẽ thấy được cái tình cảm đó, tình cảm anh dành là rất chân thật. Anh biết thì một phần thì cũng lỗi tại anh, thứ nhất là do anh cảm thấy ngại đi rồi anh chọn có trốn tránh. Nhưng mà em mờ, cái gì nó cũng có nguyên do, không cần anh nói thì chắc có lẽ em cũng đã hiểu rồi đó. Ừ ha, cách sống của anh rất nội tâm, không biết anh nói sao cho em vui nên anh chỉ biết mà âm thầm làm mặt lòng lòng đó, nhưng lòng thì lại rất yêu. Cái tình cảm đó với từng tin nhắn anh cũng đã cố gắng chắc chiêu. Qua từ nhà em có hiểu được đâu, vẫn nhận về cũng chỉ là một câu. Em muốn mình sắp lại tình cảm nên tạm thời mà là bạn của nhau. Những câu từ chó khéo léo của em khiến cho anh cảm thấy buồn lắm, nhưng mà chấp nhận chứ biết sao giờ nên đành lặng lẽ mối tình câm. Yêu nhưng không nói, không bày tỏ là mình yêu. Yêu nhưng lại giấu, bao nỗi đau tự mình gánh chịu. Yêu thiệt mà anh có giận đâu mà sao em lại từ chối. Quay nó, quay nó, mà anh có quay nó đi, đâu, em lấy điện thoại nó quay nó đi. Đã bao lần rồi anh nói yêu em nhưng vẫn nhận lại câu từ chối. Em cho rằng là anh cứ tức đồ mà không cho anh một cơ hội. Lấy điện thoại nó lại cho mẹ nó thấy. Tình cảm anh dành là rất chân thật. Đã bao lần rồi anh nói yêu em nhưng vẫn nhận lại câu từ chối. Em cho rằng là anh cứ thích đồ mà không cho anh một cơ hội. Sao em không nghĩ là sẽ tin anh dù chỉ là một lần duy nhất thì em sẽ thấy được cái tình cảm đó, tình cảm anh dành là rất chân thật. Ở đâu hết thơ hay gì? Đâu đâu ngưỡng con? Có em đang, em đang, đang hàng. TV production. Nó trốn kìa. Quay cho mẹ nó coi. Nó quay được, nó xuống được rồi. Cách để có thể cưa đổ em. Mà anh chỉ có những dòng tin
vào phía sau vì cách anh chọn là âm thầm. Vì nhiều lần rồi em đã buông ra, đó chính là những lời từ chối, nên anh cũng ngại không dám tiếp tục thổ lộ trong lòng thì bằng em thôi à. Nói yêu thì em mới chưa tiếp xúc, làm gì mà phải cảm với nhau, không thì em lại bảo là anh giỡn. Còn nơi đó khiến anh rất đau, đó em nói là do anh tất cả. Ý gì mà hứng hợp với em, những dòng tin nhắn mà dành cho em đâu đó rồi. Và càng yêu kém, không phải là do anh làm nhẹ, mà tại vì đó em đang xài rồi đó. Có nút nào Facebook em để xem hôm nay em đã làm gì mà dòng trạng thái á. Đã vào lần rồi anh nói mà em nhưng vẫn nhận lại câu từ chối. Em cho rằng là anh thứ tốc độ mà không cho anh một cơ hội. Sao em không nghĩ là sẽ tin anh dù chỉ là một lần nhất thì em sẽ thấy được cái tình cảm đó. Đi thầy nói nghe. Là rất chân thật. Đã bao lần rồi anh nói em nhưng vẫn nhận lại câu từ chối. Em cho rằng là anh thứ tốc độ mà không cho anh một cơ hội. Sao em không nghĩ là anh đi hello. Hết anh với em đã nắm hình không chưa? Vui rồi con. Production. Em lại chẳng chịu tin, hay là do anh đã quá nhút nhát và chẳng biết nói những câu ngôn tình. Ừ thì bởi là do anh đang không như người ta dám thổ lộ, bằng những chiêu trò bẩn loại đường mặt, dùng mọi cách để có thể cưa đổ em. Mà anh chỉ có những dòng tin nhắn và kèm theo đó là sự quan tâm luôn luôn lặng lẽ luôn ở phía sau. Vì cách anh chọn là âm thầm, vì nhiều lần rồi em đã buông ra, đó chính là những lời từ chối. Nên anh cũng ngại không dám tiếp tục thổ lộ, trong lòng thì vẫn yêu thôi à. Nói yêu thì em mới chưa tiếp xúc, làm gì mà có tình cảm với nhau, không thì em lại bảo là anh giỡn. Còn nơi đó khiến anh rất đau, đó em nói là do anh tất cả. Yêu gì mà hứng hờ với em, những dòng tin nhắn mà anh dành cho em nó càng ít và càng yếu kém. Không phải là do anh lạnh nhạt, mà tại vì anh có nỗi khổ, sao em sẽ tặng cho anh chữ phiền. Anh cũng cảm thấy ngại chứ bộ không dám nhắn tin, nhưng anh vẫn lén bấn thường vào tường Facebook em để xem hôm nay em đã làm gì mà dòng trạng thái á. Đã bao lần rồi anh nói mà em nhưng vẫn nhận lại câu từ chối. Em cho rằng là anh thứ thích đồ mà không cho anh một cơ hội. Sao em không nghĩ là sẽ tin anh dù chỉ là một lần duy nhất thì em sẽ thấy được cái tình cảm đó. Tình cảm anh dành là rất chân thật. Đã bao lần rồi anh nói mà em nhưng vẫn nhận lại câu từ chối. Em cho rằng là anh thứ thích đồ mà không cho anh một cơ hội. Sao em không nghĩ là sẽ tin anh dù chỉ là một lần duy nhất thì em sẽ thấy được cái tình cảm đó. Tình cảm anh dành là rất chân thật. Anh biết thì một phần thì cũng lỗi tại anh. Ai muốn mình làm việc gì nữa để comment ở dưới cho mình biết nha mọi người. Cái gì nó cũng có nguyên do, không cần anh nói thì chắc có lẽ em cũng đã hiểu rồi đó. Hiện giờ 3 giờ mình sống của anh rất nội tâm, không biết anh nói sao cho em vui nên anh chỉ biết mà âm thầm. Làm mặt lầm lầm lì lì vậy đó, nhưng lòng thì lại rất yêu. Cái tình cảm đó với từng tin nhắn anh cũng đã cố gắng thắt chiêu. Qua từ ngày em có hiểu được đâu, vẫn nhận về cũng chỉ là một câu. Em muốn mình sắp lại tình cảm, nên tạm thời mà là bạn của nhau. Những câu từ chó khéo léo của em khiến cho anh cảm thấy buồn lắm, nhưng mà chấp nhận.
bao lần gọi anh nói em nhưng vẫn nhận lại câu từ chối. Em cho rằng là anh cứ tức độ mà không cho anh một cơ hội. Em không nghĩ là sẽ tin anh dù chỉ là một lần duy nhất, thì em sẽ thấy được cái tình cảm đó, tình cảm anh dành là rất chân thật. Đã bao lần rồi anh nói em nhưng vẫn nhận lại câu từ chối. Em cho rằng là anh cứ tức độ mà không cho anh một cơ hội. Và em không nghĩ là sẽ tin anh dù chỉ là một lần duy nhất, thì em sẽ thấy được cái tình cảm đó, tình cảm anh dành là rất chân thật. Đã bao production. Có những dòng tin nhắn mà kèm theo đó là sự quan
nhau vì cách anh chọn là âm thầm. Vì nhiều lần rồi em đã buông ra, đó chính là những lời từ chối. Nên anh cũng ngại không dám tiếp tục thổ lộ trong lòng thì bạn hơn thôi à. Nói yêu thì em chưa tiếp xúc, làm gì mà tình cảm với nhau. Không thì em đâu là anh đỡ biết tội nơi đó khiến anh đứng đầu. Đó chính là do anh có cả yêu gì mà không ngờ với em. Nguyên do tin nhắn mà dành cho em, nó có thể lúc càng yêu kém. Không phải là do anh lạnh nhẹ, mà tại vì anh có nỗi khổ sao em sẽ tặng cho anh chữ quyền. Anh cũng cảm thấy ngại chưa bộ không gian chính tình. Nhưng anh vẫn lén mất thường bầu tường để bắt em. À, nói sao em sao chạy xuống đi chị, nói sao em đứng được mà nè, hả em đứng được mà chờ giấu bao nỗi đau từ mình đến chịu.